Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cái cuốn sách nó nói về cái trường phái Bát Chánh. Cái cuốn này nó cho ta một số các cái kiến thức về cái trường phái Bát Chánh, tức là từ cái kiến thức nhập môn cho đến một số các cái nội dung như kết hôn, làm nhà làm cửa, rồi các cái phương hướng đặt mồ mả cha ông chúng ta, tức là nó nói về ba cái nội dung chính, tức là hôn nhân và nhà cửa và mồ mả. Đây là cái phần mục lục, tôi giới thiệu sơ qua về cái phần mục lục để cô chú anh chị và các bạn nắm được xem ở trong cái cuốn này nó có những cái gì. Nó cho ta rất nhiều các kiến thức như sau. Với khuôn khổ nó gần 400 trang thì nó sẽ cho ta một số các cái kiến thức cơ bản về cái trường phái Bát Chánh. Đây là một cái trường phái mà hầu như đa số người dân chúng ta đều áp dụng. Ngoài những các cái kiến thức cơ bản ra, nó cho ta những các cái lời giải nó rất là bổ ích. Ở trong đây nó có một cái bài nó nói về hôn nhân. Tôi giới thiệu sơ qua về cái bài đấy để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo.
Nhìn chung nói về hôn nhân thì nó hướng dẫn cho ta về cơ bản thì người đông tứ trạch, nên lấy người đông tứ trạch, và tức là đông đông tứ mệnh, nên lấy đông tứ mệnh, và người đông tứ mệnh nên ở nhà đông tứ trạch, đại khái là như thế. Nhưng nó có một cái điều đáng chú ý ở đây là nó còn xét về ngũ hành. Khi mà các cái cung của mỗi người ấy, nó thuộc cái hành gì, khi kết hợp với nhau, từ kết hợp vợ chồng cho đến kết hợp hướng nhà, thì nó sẽ hóa ra các cái sao mà nó mang các cái hành, thì nó sẽ sinh ra khách và chủ. Tức là nếu như mà khách khách mà khắc chủ thì nó rất xấu. Chẳng hạn như nếu như một cái cặp vợ chồng, nếu như chồng đoài vợ càn thì nó được sinh khí, nhưng mà sinh khí nó lại là mộc, mà càn với đoài nó lại là kim, nên là kim kim khắc mộc. Trên thực tế thì sinh khí này nó cũng không được tốt. Nếu như người vợ là càn càn kim mà là càn trời, càn cha càn ông, còn cái người chồng mà đoài nó là đoài kim nhưng mà nó lại là đoài đoài út nữ, là đoài đầm hồ ao trạch. Đấy, nên là nếu như cái cặp này thì xét một cách toàn diện, nó sẽ là nếu vợ là càn thì nó sẽ là không tốt. Không tốt ở cái chỗ là hai kim nó gọi là lưỡng kim kim quyết ấy. Thì người vợ nó sẽ lộng hành lộng quyền và sinh ra cái việc bất hòa. Nếu như mà người chồng mà nhu nhược một chút thì nó sẽ sinh ra cái cảnh là người vợ cầm trương, và người vợ có thể tự quyết mọi các cái vấn đề trong một cái gia đình nào đó. Tức là ta hiểu một cách đại khái là không 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 tôn trọng ý kiến của chồng, tạm gọi là không xem chồng ra cái gì, đại khái nó là như thế. Đây, người ta giả sử cho ta một quái để cho ta luận. Tức là nếu như mà người chồng là càn mà lấy vợ là khôn thì sẽ được diên niên sinh bốn con trai. Vợ chồng hòa mục, cũng có người cho rằng là càn khôn là hòa hợp nhất vì sẽ sinh được 6 con trai. Nếu người chồng là càn mà lấy vợ là cấn thì được thiên y, thì có 3 con trai. Nếu lấy vợ là càn thì phục vị, thì sẽ sinh được một nữ. Nếu mà càn lấy vợ là ly là tuyệt mệnh, sẽ không có con. Lại thêm ly là hành hỏa, khắc với hành kim của càn sẽ dần dẫn đến tình trạng là chồng sợ vợ. Nếu mà càn lấy vợ khảm thì nó gặp phải lục sát, chỉ được một con mà vợ chồng thì tranh chấp. Nếu lấy vợ là mệnh chấn, tức là càn mà lấy chấn là nó phạm về ngũ quỷ, thì được 2 con mà lại khó phát tài. Lại thêm là càn khắc chấn, tức là càn nó là kim, chấn nó là mộc, tức là chồng lại hiếp đáp vợ. Nếu mà càn lấy tốn là nó phạm với họa hại, thì chẳng khác gì dòng nước xâm thực, vợ lười thường bị chồng lăng nhục. Nếu mà vợ chồng kết hợp với nhau mà gặp phải họa hại thì không có con, không có con thì vợ chồng được trường thọ. Đấy, tức là người ta giải nghĩa cho ta một cái quẻ cơ bản để cho chúng ta luận các cái quẻ khác.
Tôi giới thiệu chia sẻ cái quyển sách này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng cái cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.